Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với lớp học của cô Hảo qua bài thủ thuật trừ nhanh phần 2. Và cô lưu ý rằng những bạn nào chưa xem video thủ thuật trừ nhanh phần 1 thì các con nên quay ra để xem video thủ thuật trừ nhanh phần 1 trước thì chúng ta mới xem video phần 2 này nhá. Bởi nếu các con xem luôn phần 2 thì các con sẽ không hiểu đâu. Ở giờ trước thì cô đã hướng dẫn các con về thủ thuật trừ nhanh đối với trừ cho 5 và trừ cho 9, đúng không nào? Trừ 5 thì chúng ta thực hiện cộng với 5 và trừ 9 thì chúng ta thực hiện cộng với 1 rồi, đúng không nhỉ? Ở trên lớp thì thầy cô thường hướng dẫn cho các con cách thực hiện phép tính trừ dựa trên cơ số 10, hệ cơ số 10, đúng không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là 1 thì đi với 9 này, 1 cộng 9 bằng 10, 2 thì ta cộng với đi với 8, cặp với 8, 3 cặp với gì? 7, 4 cặp với 6, 5 ta cặp với 5. Như vậy là chúng ta có các cặp số này đều có tổng bằng 10, hay nói cách khác đây là hệ cơ số 10, đúng không? Thì đối với cái cách mà thực hiện cộng trừ có nhớ kia, như ở trên lớp các thầy cô hướng dẫn, thì các con sẽ vận dụng và các con hiểu, nắm bắt được cái cách cộng trừ có nhớ của các thầy cô hướng dẫn trên lớp. Sau đó thì chúng ta mở rộng ra, chúng ta thực hiện tính nhanh theo cách của cô dạy như thế này, thì chúng ta sẽ tính tăng tốc độ tính của mình lên rất nhiều. Đây, các con quan sát này. Dựa vào cái hệ cơ số 10 này thì chúng ta có thể thấy khi trừ đi 1 thì chúng ta sẽ gì? Cộng thêm 9. Trừ đi 2, trừ 2 thì chúng ta sẽ phải cộng thêm với 8. Trừ 3 ta cộng 7. Trừ 4 ta cộng 6. Trừ 5 cộng 5, trừ 6 thì ta lại cộng với 4. Trừ 7 ta cộng với 3. Trừ 8 ta cộng 2 và trừ 9 ta cộng 1. Các con chỉ việc nhớ các cặp số này thì chúng ta sẽ ghi nhớ được cách vận dụng vào bài toán như thế nào. Bây giờ cô sẽ cùng các con vận dụng vào các ví dụ để chúng mình khắc sâu kiến thức và hiểu hơn nhé. Cô mời các con quan sát lên bảng phần ví dụ. Bây giờ dựa vào cái bảng mà chúng ta vừa mới được lập ra thì chúng ta sẽ vận dụng vào bài như thế nào. Các con quan sát này. 13 trừ 8. Đây là cách trừ cho 8. Trừ đi 8, đúng không? Trừ đi 8 thì ta sẽ cộng thêm 2. Ở đây ta lấy 3 cộng 8. 3 cộng 2 bằng mấy nhỉ? Bằng 5. Cô viết 5. Hàng chục bớt đi 1 bằng 0. Ta không cần viết số 0 vào đây. Tiếp này. Trừ 7 thì ta sẽ cộng thêm 3. 7 thiếu 3 nữa, đúng không? Thì vậy là hàng đơn vị trên này ta cộng 3. 6 cộng 3 bằng 9. Hàng chục bớt 1, 2 bớt 1 còn 1. Tương tự. Trừ 3 thì ta sẽ cộng 7. Cộng 7 vào đây. 1 cộng 7 bằng 8. 4 bớt 1 còn 1. Trừ 7 cộng 3. 6 cộng 3 bằng 9. Hàng chục bớt 1. 4 bớt 1 còn 3. 3 trừ 2 bằng 1. Tiếp này. Ở đây là phép tính trừ. 8 trừ 8 ta cộng thêm 2. 4 cộng 2 bằng 6. Hàng chục bớt 1, 6. 7 bớt 1 còn 6. 6 trừ 1 còn 5. Kết quả bằng 56. Chúng ta sẽ đến với ví dụ tiếp theo nhé. Vận dụng quy tắc trên, các con hãy thực hiện cho cô giáo phần B. Hãy cùng vận dụng và thực hiện nhé. Và như vậy, cô sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Đây là phần 2 trong thủ thuật
trừ nhanh. Bạn nào chưa hiểu thì các con hãy xem lại video và hãy comment ở phần phía dưới để cô sẽ có thể hỗ trợ cho các con một cách tốt nhất. Cô gợi ý này, ở phép tính phần B, phép tính đầu tiên, 42 trừ 4, trừ 4 thì chúng ta sẽ cộng thêm mấy ạ? À, trừ 4 thì ta sẽ cộng thêm 6, có nghĩa là lấy 2, ta cộng 6. Bên này trừ 9 thì ta cộng thêm 1, tức ta lấy 5 cộng 1 rồi ta thực hiện như quy trình bình thường. Bên này cũng thế, trừ 6 thì ta sẽ cộng thêm 4 và trừ 5 thì ta làm gì nhỉ? Cộng thêm 5.